Chúng tôi đây là cứ phải theo nghe thời tiết báo, trời nắng, trời đẹp thì bọn tôi làm, rồi bọn tôi trả. Trông trời, trông đất, trông mây. Với những hộ dân gắn bó với nghề làm mì chũ tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, đó chẳng phải chuyện lạ. Bởi để có được một bó mì đẹp, chắc chắn gồm nhiều sự kỳ công. Sau khi được phơi và thái thành từng sợi nhỏ thì mì gạo sẽ được đem bó thành từng bó. Ở đây là người dân sẽ bó vào từ hai đầu chứ không bó tròn. Kỹ thuật bó hai đầu này cũng tương đối là khó, bởi vì nếu như không cẩn thận thì rất dễ là bị hỏng mì. Việc bó tròn từ hai đầu thì sẽ giúp tạo thành một bó giống như búi tóc của người con gái Việt Nam vậy. Và đây cũng là nét đặc trưng riêng có của mì gạo chũ Bắc Giang. Và cũng chính từ tâm sức gieo trong mỗi bó mì mang đặc trưng riêng, mì chũ của huyện Lục Ngạn đã giúp những hộ dân gắn bó với nghề truyền thống trong nhiều năm, nhiều đời, vươn lên thoát nghèo. Trước thì xay bột bằng tay, xay vất vả lắm, buổi chiều mới được 35 ống gạo. Những năm cả nhà làm nhiều nhất cũng chỉ 30 ống gạo, cho ra vài chục cân mì. Nay chỉ còn là ký ức qua mỗi lời kể của bà làm để nhắc nhớ về một thời. Mỗi bó mì cõng theo cả 5-7 cái vất vả. Vất vả khi làm, vất vả cả khi gánh từng gánh mì trên vai, bán rong mỗi ngày. Tôi cứ chúng nó bó là tôi cứ xếp vào quăng gính, tôi gính đi sang nên cực khí tôi bán. Ngày chỉ được 2-3 gính thôi, nó truyền thống ở đây từ lâu rồi, nên là cứ làm thôi, không bao giờ bỏ. Khó nhưng không bỏ, bởi đó là nghề truyền thống, nhưng đổi thay là điều cần phải có. Và đương nhiên, công nghệ sản xuất phải đứng đầu trong chuỗi đổi thay cần thiết. Bây giờ mình muốn mở rộng thêm khách, khách mình bán được cái giá nó cao hơn thì mình phải ví dụ nhiều đầu tư những cái nhiều cái cần thiết. Tráng điện thì nó sẽ sạch sẽ mà khói khiếc là nó không có, mì mọt này nó sạch sẽ, nó không có một cái mùi gì hết. Em đóng điện lên cái là nhiệt ở trong lò có thể là tráng thôi, khói là nó không có như là lò hơi mới là củi. Ở một nhà tôi cứ hai vợ chồng ấy, có một cháu nó cũng biết giúp việc thì tôi cứ làm tạ rưỡi gạo mì chũ. Tăng năng suất, giảm thời gian sản xuất, hiệu quả kinh tế bởi vậy cũng được nâng cao rõ rệt. Chứ như bây giờ nó làm là nhàn hơn. Cô gạo giờ năm ngoái nó đắt thôi chứ, còn nó rẻ như mọi năm nó cứ được 1 triệu một tạ đấy. Ví dụ như là tráng đều thì có thể là 15 triệu trở lên. Nói chung là đấy là mình tính bình quân là như thế, là cả một gia đình nhà mình. Mà này là trong thời gian là làm mì thì mình còn phải làm thêm vừa nữa chứ không phải độc mì không. Ngày mì ví dụ như là chồng em mà thái thì em là phải đổ, đứng để đổ ra cái dàn như này. Còn nếu mà em mà gập bánh thì cả hai vợ chồng em cùng gập là như thế. Còn nếu mà tráng thì là em là người đút dàn, nhà em thì là đứng bột, cháu thì cắt bánh. Cùng nhau làm, mỗi người trong gia đình một công đoạn, một khâu bước là yêu cầu bắt buộc của người làm mì, nhất là trong mô hình sản xuất hộ gia đình truyền thống. Thế nhưng đồng hành vượt khó để có nhiều bó mì hơn, đưa bó mì vươn xa hơn, không chỉ có những thành viên trong gia đình. Để không ngừng cải tiến máy móc, nâng cao hiệu quả sản xuất, anh Luân đã mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại địa phương. Mới cải thiện để thay một cái hệ thống máy mới mà nó dài, nó rộng và nó hiện đại hơn. Cứ theo ngân hàng cho vay kiểu như là kinh doanh, hộ kinh doanh, là lãi suất nó rẻ hơn. Chúng tôi có cái đồng tiền vốn thì chúng tôi xây dựng và chúng tôi làm. Mà làm thì nói chung là nó cũng mở rộng ra và dễ chịu hơn. Kinh doanh làm mì thì cái được đặc trưng đó là cái đầu tư cái nguồn vốn ban đầu là về máy móc để sản xuất thì họ sẽ cần cái số vốn lớn. Và sau đó là những cái nguồn vốn lưu động. Thì trong từng cái loại nguồn vốn chúng tôi đều có những cái chính sách về ưu đãi cho khách hàng. Khoản vay 500 triệu với lãi suất ưu đãi không chỉ giúp anh có thêm nguồn tiền nâng cấp cơ sở sản xuất mà còn hỗ trợ thêm vốn để xoay vòng nguồn nguyên liệu đang ngày càng tăng về số lượng khi mở rộng quy mô sản xuất. Chị bảo mỗi lần mà lấy gạo đây như bọn em vừa rồi tráng đây là ít nhất là mới lấy mỗi lần là 3-4 tấn gạo. Mà gạo bây giờ thì chị bảo nếu mà như là lấy mình tráng gạo ăn ngon ấy là bây giờ là phải là 16.000 một cân.
Thì mỗi lần bọn em lấy toàn tiền gạo về là 6-70 triệu rồi. Muốn đi xa thì đi cùng nhau. Cùng với những nỗ lực của người sản xuất, sự đồng hành nguồn vốn của ngân hàng, những bó mì chủ truyền thống của huyện Lục Ngạn thực sự đã trở thành sản phẩm rũ nghèo cho nhiều hộ gia đình. Cạnh căn nhà nhỏ đã có một ngôi nhà lớn, khang trang đủ đầy hơn, vừa được xây dựng. Và hành trình làm giàu với sản phẩm truyền thống quê hương vẫn đang được tiếp tục trong những giấc mơ lớn hơn. No đủ, đủ ăn, đủ tiêu, thoải mái. Nói chung là sướng hơn các làng khác. Mong để làm được thương hiệu, để làm đẹp, để là đi bán là nó cũng nổi tiếng, là nó đẹp hơn nhiều. Aribank Digital, một chạm đa tiện ích.